không biết bấm hả? Nghe em đọc hết hứng. Ok, kinh mua chị. Ít cơ. Có hứng lại chưa? Mồng ba anh luôn nha. Ai thì có em đọc hết hứng thì muốn em còn thấy hết hứng đúng mà. Tặng cho cộng đồng mái chèo hôm nay vơi mọi tay ơi. Bơi mọi tay thiệt bạn dịch bị lỗi tiếng hôm qua cho hai con rồi hôm qua em được hai con rồng mà bơi á, xong rồi đúng là cho cái con rồng bơi xong cái xong tự bơi luôn, cái anh tiger gì đó cho hai con rồng mà chiều hiền á. Giờ em mới hiểu cái ý nghĩa đó là tặng cho con rồng nó xong anh đi mất tiêu là có nghĩa là tự bơi đi. Cái tàu thua bị cay luôn, bơi không nổi thua bị cay luôn. Ta là bầm bầm ta là chị nay như tội chị 16 tuổi, năm nay là 18 tuổi. Rồng lội nước hết. Hai ba vô anh mua xong bên cạnh em nhỉ. Giờ mình phải kết thúc từ nay người hai lối mặt mặt chị nhìn dâm quá. Nhìn mặt biết dâm luôn mày được đấy, hay đấy. Sao nó nhìn mặt nó biết được hay vậy ta? Nói đúng mà nói to đúng rồi. Thằng này chỉ đùa cái nó đúng mà nói to thôi. Thời của bạn lẻ. Đứa nào nó đúng vậy? Nó đúng nghe rồi, nó thật đầu tháng nó đúng nghe trời. Bên hoa hồng này cũng phải người ấy đã đi thật xa bỏ tôi. Ôi, tiếng cái nó nói đúng cái tiếng giờ mình hát tiếng thằng ông luôn trời. Giờ mình phải kết thúc rồi hai người. Có nhiều người biết hơi kỳ. Em cũng thấy nó đúng mà. Thằng đó được đấy. Cho 10 điểm về chỗ. Tên nhâm nhâm của đồng tiền. Ok lát tao đổi luôn. Ok luôn. Hoa hồng này cũng tàn phai. Người ấy đã đi thật xa bỏ tôi. Điều thuốc khi tan khi nghĩ về em. Đơn đau lòng anh thấy nó dường như quá vô vọng. Anh đã nhiều lần hỏi em từng tại câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn là người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên em chọn những đớn đau. Giờ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng, thành tình mình đã ngấm em sao vội buông tay.